Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định số 677 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3 thuộc địa phận các xã Hồng Tiến, Đồng Tiến, huyện Quái Châu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, và xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch là Công ty Cổ phần Quản lý khu công nghiệp Ecolan. Quy mô dự án có diện tích gần 1.600.000 m2, trong đó đất xây dựng nhà máy, kho tàng là gần 1.150.000 m2. Các khu kỹ thuật là 26.000 m2, công trình dịch vụ là gần 13.500 m2, còn lại là đất giao thông, cây xanh và mặt nước dịch vụ. Đây là dự án khu công nghiệp sạch phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, ưu tiên thu hút những dự án công nghiệp sạch, công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường. Theo quy hoạch không gian kiến trúc và phân khu chức năng thì tuyến đường đối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, đường tỉnh DT384 và đường huyện 41 được xác định là tuyến đường giao thông đối ngoại của dự án. Trước đó, tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định số 1771 chủ trương đầu tư dự án này với tổng vốn đầu tư là gần 2.310 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là trên 392 tỷ đồng.